Đây là ngã tư Hàng Xanh này các bạn. Mình đang đứng cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mình đang đứng ở gần ngã tư Hàng Xanh, đi hướng Xô Viết Nghệ Tĩnh đi về hướng cầu Thị Nghè nha các bạn. Đây là hướng cầu Thị Nghè từ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây mình sẽ thưởng thức cái món bánh canh ở đây rất là nổi tiếng, là bánh canh bột gạo 246 nè. Đây là địa chỉ 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh nha các bạn. Đây, có số điện thoại của chủ quán luôn. Đây, chúng ta sẽ thưởng thức cái món bánh canh cá lóc, bánh canh giò heo chả cá bằng bột gạo của cô chú đã bán ở đây rất là lâu đời rồi. Những thành phần của món bánh canh cá lóc, giò heo và chả cá. Đây, nhìn rất là thích mắt của chú Dũng. Đây là cái nồi bánh canh của cô Thúy và chú Dũng. Chưa có bắt là rõ gia vị cũng đang múc vô cho khách. Mới gọi ra đây là hai mẹ con của một cô khách vừa mới vô quán. Quán rất là gọn gàng sạch sẽ nha. Ăn kèm với lại bánh canh này các bạn, giống như cái bánh mì của người miền Trung vậy, được chiên lên. Cây như thế này sẽ có giá là 3.000 để ăn cùng với lại bánh canh. Đây, quán rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ, nhỏ gọn. Chú Dũng cho con hỏi là quán bánh canh 246 mình là mình mở được khoảng bao nhiêu năm rồi ạ? 10 năm. Mình có chi nhánh nào khác ngoài quán này không ạ? Chỉ có một quán duy nhất. Một quán duy nhất là 10 năm rồi.
chú là mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? 8:30 sáng tới 11:30 đêm. Và giá của bánh canh ở quán mình là bao nhiêu tiền? Từ 25 tô bình thường là 25.000 và tô đặc biệt là 35.000 là đầy đủ. Cái món này là đặc trưng của vùng miền nào ạ? Miền Tây ạ. Cái món này là thầy chú với cô nấu theo cái gu của người miền Tây. Là đây là giò được làm chín và mềm sẵn ấy. Theo như là chú Dũng thì những cái món này chú nấu theo phong cách gu của người miền Tây, nhưng mà tại Sài Gòn đã 10 năm rồi nó rất hợp với khẩu vị của người dân Sài Gòn và cả những người Bắc Trung Nam cũng được. Đây những cái gia vị trong cái nồi, cái tô bánh canh được cô chú chuẩn bị sẵn như thế này, những cá lóc trứng cút và cả chả cá nữa và những cái giò. Đang trộn đều cái bột gạo được nấu sẵn. Chúng ta đang vô quán. Đang bánh canh 26. Và đây là một khách quen thuộc của quán. Xương bò, xương heo đây cô. Xương heo, đây là xương heo để mà nấu bánh canh đây các bạn. Nên là nước ở đây rất là ngọt, rất là bổ dưỡng nha.
ngon nhất. Thì ăn vừa cay vừa nóng thì có sẵn ly trà đá. Quán rất gọn gàng. Đây là cô Thúy ở quán bánh canh 46, bán 10 năm rồi các bạn. Đây là bà chủ đây. Đây là nồi bánh canh cua được nấu sẵn. Khi bạn ăn bánh canh cua sẽ được bốc cái nồi này riêng. Còn bên này sẽ là bánh canh cua.